Nhắc lại một lần, comment lại một lần cho nhớ nào. Chất lượng giáo dục ở mức nào thì đẳng cấp công dân sẽ ở mức đó. Và tôi muốn là gì, các bạn đừng có kêu nữa, đừng có than phiền nữa. Các bạn làm cái việc này luôn đi. Cùng nhau chia sẻ đi. Chia sẻ các livestream này về trang cá nhân của mình đi. Nhưng mà trước đó thì cái tít ở bên trên á, giật luôn vào đi. Chất lượng giáo dục ở mức nào thì đẳng cấp công dân ở mức đó. Rồi, bây giờ các bạn sẽ xem này. Một cái đại hội xanh lét, nhìn lên đây là biết đại hội gì rồi đúng không? Đấy, học đại học để làm gì? Đấy, tư duy ca kiếm, muốn thoát nghèo, muốn thoát vùng quê. Những chàng trai trẻ bỏ quê hương xứ sở, bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, bỏ bố mẹ ở nhà tần tảo chật vật, gom góp để nuôi anh em học ở đại học, những tưởng là sau này thì sẽ đổi đời đó. Và cái màu xanh lét này là đại hội đồng Grab, đại học xong đi Grab, kinh không ạ? Và đây là số lượng ít đấy, nói cho tôi cái ảnh nữa đi. Chứ mà nếu mà số lượng mà đi đủ ấy, thì chắc là phải sân vận động Mỹ Đình. Đấy, thì bạn xem thấy đông không? Thì mới là sân vận động Mỹ Đình. Đấy, đại hội Grab. Cũng có thể là em bạn, cũng có thể là con nhà bạn trong tương lai lắm. Đấy, những người cha mẹ lớn nếu mà con đang học đại học thì cũng rất có thể là như thế này đấy. Đúng rồi, chất lượng giáo dục ở mức nào thì đẳng cấp công dân ở mức đó. Và bạn thử xem là gì. Vậy thì cái này là cái quái gì vậy? Cái khỉ gió gì vậy đây? Chúng ta thử xem đây là cái gì vậy? Chia sẻ nhé. Các bạn chia sẻ livestream của Dr. Cương về trang của mình với cái thông điệp này. Đấy. Và bây giờ tôi muốn các bạn bấm một cái comment. Đấy, chia sẻ tiếp đi. Được không? Thì thách thức đấy. Đó. Vị chủ tịch thứ 25 của Đại học Harvard đã thách thức rằng nếu bạn coi giáo dục là đắt đỏ thì hãy thử ngu xem. Thực sự là kinh khủng. Tôi muốn các bạn comment một câu nữa nhé. Đó. Đó là bạn phát triển đến đâu thì ví tiền hoặc là tài khoản của bạn sẽ đầy theo đến đó, đến mức đó. Bạn phát triển đến mức nào thì thu nhập của bạn, ví tiền của bạn, tài khoản của bạn cũng chỉ dày lên hoặc đầy lên đến mức đó. Đó. Nhắc lại này, comment lại cho nhớ. Bạn phát triển đến mức nào thì tài khoản hay ví tiền của bạn cũng chỉ đầy lên đến mức đó, theo đến mức đó. Nên là nếu các bạn dừng lại không phát triển thì có nghĩa là thu nhập của bạn sẽ dừng lại ở đó. Đừng có tự mãn quá. Đúng không? Kể cả những người lớn, trước khi tôi nói tiếp về giáo dục, những cái đất nước mà đang có cái trình độ cao hơn chúng ta, những cái đất nước mà văn minh hơn chúng ta, mà chúng ta nói rằng là hàng 50 năm nữa chúng ta mới kịp Singapore. Vâng, thì họ, cái nền giáo dục Singapore đứng đầu châu Á. Đấy. Thế nhưng mà chúng ta thử xem là trường ở nước chúng ta thì có rất nhiều trường đại học, mà trường đại học số 1 Việt Nam như là những đại học lớn, đại học quốc gia Hà Nội, thì nó xem là nó đứng thứ bao nhiêu của thế giới. Thế nên để cho nó minh chứng cho cái câu là chất lượng giáo dục ở mức nào thì đẳng cấp công dân sẽ ở mức đó. Và công dân Singapore khi tốt nghiệp thì thu nhập của họ cao gấp 4-50 lần thu nhập của công dân Việt Nam tốt nghiệp đại học. Đấy. Và công dân Việt Nam tốt nghiệp đại học thì mặc áo xanh lét đi xe ôm. Tôi cũng được trải nghiệm cái xe ôm Grab của các cái cựu sinh viên mới tốt nghiệp. Có mấy lần tôi đến lãnh sự quán và đường bị tắc, và tôi ke giờ và tôi phải nhảy xuống để đi taxi, và tôi hỏi ngay là sinh viên tốt nghiệp xong chạy Grab đúng không? Bảo đúng. Đấy. Rất là buồn. Và nếu mà bạn không chấp nhận sự giáo dục thì bạn sẽ dừng phát triển. Đấy. Tầm giáo dục của bạn đến mức nào thì thu nhập và tài khoản của bạn chỉ đầy lên đến mức đó thôi. Thế nên là hôm nay tôi muốn giao lưu với những người mới hoặc là những người đang có con trong độ tuổi trẻ hoặc chuẩn bị có con. Thì tôi muốn nói rằng là nó có một giai đoạn vàng.
Và chương trình Cửa Sổ Vàng trong dự án Family Education của Dr. Cường ấy, thì đưa ra một cái đề xuất chìa khóa vàng để giải quyết cái giai đoạn vàng này. Và tôi tin rằng là nó hữu ích cho tất cả những ai mà chuẩn bị có em bé, hoặc là những người mà có con trong giai đoạn vàng dưới 6 tuổi này. Các bạn mở lòng ra chia sẻ cái livestream này càng nhiều càng tốt. Tôi cũng bức xúc lắm rồi. Không? Hết những ông già rồi làm trong ngành tòa án rồi, hết những ông làm trong viện kiểm sát rồi, xâm hại tình dục trẻ em thật là xấu xa, và đến những người mà làm biên tập truyền viên truyền hình rồi những người nổi tiếng, họ cũng không thể nhịn được miệng nữa. Xã hội chúng ta nó đang bị băng hoại là như thế nào đây? Hôm nay tôi không đề cập về đến những điều đó, nhưng mà tôi chỉ hỏi là liệu có phải là phẩm cấp của giáo dục bị hạ bệ không? Bị đi xuống không? Chúng ta chia sẻ đi, chúng ta không lên tiếng đấu tranh thì chúng ta chia sẻ đi. Tôi không thuộc típ người nhổ cỏ và tôi đi trồng hoa. Các bạn biết là khi phóng viên mà của các trang lớn trên thế giới phỏng vấn mẹ Teresa Calcutta rằng là mẹ có ý kiến như thế nào về chiến tranh vùng vịnh, thưa mẹ Teresa, là một cái nhà hoạt động xã hội và vì những người nghèo, thì mẹ Teresa nói rằng là tôi không gây chiến tranh, tôi là thân phận nữ tu, chân yếu tay mềm, yếu đuối, tôi không gây chiến tranh, tôi cũng thân phận yếu đuối, không chống được chiến tranh, tôi không gieo rắc chiến tranh và tôi không chống chiến tranh. Tôi kêu gọi những ai thích hòa bình, yêu chuộng hòa bình thì đi theo tôi. Nên là gì? Tôi không đủ sức để nhổ cỏ, nhưng tôi kêu gọi các bạn hãy trồng hoa. Và trong hàng hơn chục năm nay, tôi gieo trồng hoa trong tâm hồn những chàng trai, cô gái trẻ là những sinh viên. Tôi gieo trồng hoa, gieo trồng những cái hoa hy vọng, những cái niềm tin tốt đẹp vào bản thân và cuộc đời và gia đình và xã hội và đất nước, vào những học trò trẻ 8X, 7X của tôi. Và bây giờ kết quả là họ rất là giàu có, họ rất là thành đạt. Giáo dục. Thì các bạn hãy chia sẻ livestream này, được không ạ? Tôi muốn nói với các bạn là, cũng như lần trước tôi có nói đến là Bảo Ngân, con gái tôi là vừa rồi là cái lễ trưởng thành ở trường cấp 3 đó, đạt 18 tuổi là lễ trưởng thành. Và tôi cũng than phiền là không có thầy cô giáo nào nói về trách nhiệm bổn phận của cái gọi là trưởng thành là cái gì. Cũng không có một lời khuyên của vị học sinh nào, phụ huynh học sinh nào. Tôi vẫn dành một buổi ấp ủ, tôi sẽ nói riêng cho tuổi 18. Nhưng mà gì? Câu chuyện của con gái tôi là như thế này. Các bạn bè tranh luận và bạn bè nói rằng mày thì mày có, tại vì ba mày giỏi giang, tại vì ba mày như thế, ba mày đại gia thì mày được sung sướng, mày kia mày nọ. Và con gái tôi nói rằng là gì? Xuất phát điểm, nó dùng từ xuất phát điểm. Chúng ta đều ở vạch xuất phát. Cho dù những bạn không còn cha, cho dù những bạn có cha nát rượu, cho dù cha bạn lao động lao công, cha bạn nghèo, cha bạn giàu, thì chúng ta bình đẳng ở vạch xuất phát. Nhưng mà bé nhà tôi nói rằng là tôi tự tin vì ở vạch xuất phát, tôi có bàn đạp hậu thuẫn từ cha, nên tôi tự tin là ở xuất phát, ở vạch xuất phát thì level của tôi đã ở cấp độ 10. Nếu ở vạch xuất phát bạn nào ở cấp độ 5, bạn nào ở cấp độ 1, thì đến lúc sự nỗ lực bạn lên đến cấp độ 5, mà vạch xuất phát ở tôi là cấp độ 10, thì tôi không cần nỗ lực, tôi sẽ lên 15 rồi. Còn nếu tôi nỗ lực như bạn, tôi lên 20. Đấy là câu nói của Bảo Ngân. Và làm cho tôi rất là hài lòng, tôi rất là ngưỡng mộ con gái của tôi. Hầu hết các con của tôi bị ảnh hưởng của tôi, mà đó chính là cách nghĩ. Cái ảnh hưởng đó chính là tư duy. Thì bây giờ tôi muốn hỏi các bạn là nay mai á, thì bạn định nghĩa thế nào là giai đoạn nào là giai đoạn xuất phát điểm? Nếu bạn lấy mốc khi con bạn nhà trường cũng mời đến để dự lễ trưởng thành của con, làm xuất phát điểm nhé.
giai đoạn xuất phát điểm, giai đoạn nền tảng của một cá nhân bước vào đời sau tuổi 18 sau khi rời trường phổ thông, thì bạn bè chúng bình phẩm đến level của gia đình. Vâng, tôi đồng ý. Các bạn hãy có hai yếu tố ở xuất phát điểm. Yếu tố số 1, bạn comment vào đây đi. Số 1 là gia đình. Nền tảng là gia đình. Nó quan trọng như thế nào? Trong các chương trình của tôi, nếu như mà các bạn bấm vào đường link đăng ký, tất cả những người chia sẻ livestream của tôi thì đều được bấm vào đường link đăng ký lấy lớp học khám phá giai đoạn cửa sổ vàng, lớp học bí mật giai đoạn cửa sổ vàng. Lớp học này là gì? Xứng đồng tiền bát gạo, trị giá là 2.850.000 và chúng tôi vẫn tặng cho cộng đồng free, không lấy tiền. Thì các bạn xem để nhớ rằng cái sự khác biệt giữa các con tôi với chúng bạn của nó ở trường đó là năng lực tư duy. Các bạn comment chữ năng lực tư duy. Năng lực tư duy. Đó. Số 1 là gia đình. Tại sao gia đình lại quan trọng? Bởi vì cái số 2 bạn comment vào đi, năng lực tư duy. Một em bé sinh ra là không có năng lực tư duy gì hết. Đái ra ướt thì khóc, ọ ẹ, đói cũng ọ ẹ, chỉ có một tiếng khóc duy nhất. Và cho đến năm 5 tuổi thì năng lực tư duy, định hình tư duy, cách nghĩ, cách nhìn đời của em bé đã định hình xong 50%. Đấy. Cái năng lực tư duy của não bộ, cái cách nghĩ, cách nhìn nhận vấn đề ạ. Lúc 5 tuổi, comment vào đi, 5 tuổi, năng lực tư duy hoàn tất 50%. Thế nên gia đình có quan trọng không? Một lần nữa, khẳng định là gia đình cực kỳ quan trọng không? Like a father, like sons. Cha nào con đấy. Ở Việt Nam nói rằng, giỏ nhai qua nhà đấy. Mẹ đỏ con đào, mẹ nào con nấy. Cách cha mẹ kiếm sống, cách cha mẹ dẫy đành đạch, phản ứng trước những cái khó khăn nho nhỏ trong cuộc đời, những sự cố nho nhỏ, nhảy tưng tưng, cách gầm rít nhau, cắn nhau lẫn nhau, cách than nọc và thù hận mẹ chồng nàng dâu, tất cả những cái đấy tạo nên cách nhìn nhận về cuộc đời thê thảm cho con. Và điển hình là đến trường cấp đến trường mầm non thôi đó, thì con nhà em trai tôi vừa rồi cũng bị bạn của nó lấy vật sắc nhọn chọc vào, rách rác mạc. Tại sao lại nguy hiểm như vậy? Nên tôi nói thật là hai em bé nhà chúng tôi là không tới trường đâu. Tôi không tuyên truyền cái này, nhưng mà các bạn sẽ lựa chọn vì quá kinh khủng. Tôi cũng có một người em trai nữa thì con mới đi học ở cấp 2 ấy, thì nghịch với nhau đã ngã gãy răng, nữa thì rách mắt. Và bây giờ có thằng con đến lớp mầm non thì bị chọc thủng rác mạc. Đó. Đấy, tại vì cái cách bạo lực, cái cách đối xử với nhau tàn tệ và tàn bạo, đối xử với nhau không có sự tôn trọng giữa con người với con người. Mà tôi kêu gọi là muốn con bạn thành người thì trong cái thang nhu cầu Maslow là nhu cầu 4 mới là nhu cầu người. Và nhu cầu 4 chính là nhu cầu tôn trọng. Con người cần phải được tôn trọng, con người có nhu cầu tôn trọng và con người cần được tôn trọng. Mà muốn dạy con nên người thì việc đầu tiên phải tôn trọng. Nhưng mà Việt Nam có vẻ chúng ta không học được cách tôn trọng một em bé. Nếu bạn không dạy học được cách tôn trọng em bé thì nay mai ai sẽ dạy nó tôn trọng? Trong khi 5 tuổi nó đã định hình xong cách nhìn về bản thân, có tôn trọng bản thân hay không, có tôn trọng bạn bè hay không, và có biết đàm phán khi gặp các sự cố hay không, hay là bạo lực. Đó, nó đã đâm thủng mắt bạn ở tuổi mầm non rồi. 50% là cách nghĩ, cách tư duy, cách hành xử ấy, là nó định hình xong 50%. Bạn comment xong 50% lúc 5 tuổi chưa? Và đến tuổi của con gái tôi mà hôm qua chúng đang nói với nhau ấy, là xong 90%. No, 95%. Như vậy là nếu tính sau 6 tuổi, à sau 5 tuổi đó là tuổi nhà trường, tính là chúng ta comment số 1 gia đình, thì bây giờ comment số 2 nhà trường. Tới trường gặp chúng bạn và cách dạy của thầy cô đấy, cách bắt quỳ, cách đánh, cách phạt, cách chửi nhục mạ, dìm hàng, mà không biết khích lệ học sinh, sinh viên, áp đặt cách nghĩ của cô lên trò. Con nhà tôi khi học ở ngoài Bắc là không đi học thêm hè cũng bị cô áp đặt. Nó đi học vẽ, của vẽ mà thành tài được à, vẽ mà sống được à, ơi đùa, đừng đùa với vẽ. Toán trong 1.000 người có nhiều người giỏi toán, văn trong 1.000 người có nhiều người giỏi văn, nhưng mà vẽ 1.000 người chưa chắc đã chọn được một. Đấy, thế nên cô áp đặt cách tư duy và cách nghĩ của cô lên con trẻ. Và bạn nhớ nha, ở giai đoạn gia đình là nó định hình tư duy xong 50% nha. Và đấy, nó đến trường học thì năm 8 tuổi thêm 30% là 80%.
và cho đến hết cấp 3 như con gái tôi đó 18 tuổi thì là xong 95%. Thế nên là cái xuất phát điểm ấy, thì nền tảng của một cá nhân thì ai cho? Gia đình cho cách về về năng lực tư duy là 50%. Đấy, và nhà trường xã hội cho thêm 45% nữa là 95% lúc 18 tuổi. 95% lúc 18 tuổi và định hình tư duy xong. Thật là kinh khủng. Hãy nhìn nhận lại, các bạn nữ hãy nhìn nhận lại bản thân mình lúc mình 18 tuổi. Các bạn trai hãy nhìn nhận lại bản thân mình lúc mình 18 tuổi. Đó. Ở Việt Nam đang có cái từ trẻ trâu. Những trẻ trâu này đang làm gì? Cũng học đòi, làm chuyện người lớn, sexy, rồi gằm mặt vào những cái trang rất là mất nết, nó mất đi hình tượng xã hội. Đúng không? Một cái xã hội mà phải giang hồ, phải sắn tay lên để vào cuộc. Đấy, thì sẽ định hình các chàng thanh niên mới lớn là giang hồ. Thế giới này có hai loại người: người như thế và người muốn được như thế. Người muốn ngưỡng mộ nhà trí thức thì sẽ thành nhà trí thức, người ngưỡng mộ giang hồ thì sẽ sống giang hồ. Bạn bảo lưu cho ý kiến nào, cho thái độ sống, quan điểm sống nào ở trong đầu thì bạn định hình chính bạn và gia đình bạn và cuộc sống bạn như thế. Và nhiều người như thế thì tạo ra cộng đồng, tạo ra đất nước, công dân định hình như thế. Đó gọi là hệ tư tưởng, đó gọi là ý thức hệ. Các bạn thử xem là những cộng đồng các cô gái trẻ Việt Nam đang định hình cái gì đây? Ở trên này thì xem những cái nhảm nhí để cười rũng rích, xem những thằng gì dở ngáo rồi không được câu like. Đó, dành thời gian thì là nằm ườn ra, dành thời gian thì khoe sách khoe thân rồi lướt web lướt mạng. Thì bạn xem này. Đó. Cái, đây là giới trẻ Việt Nam. Bạn thấy họ ngồi ở đâu đấy? Có phải ngồi ra la liệt ở cà phê không? Cà phê hay là quán nhậu không? Vâng, đây là tầm 3 giờ chiều đang ở thủ đô Warsaw. Những người trẻ tuổi. Vâng, họ ngồi trong thư viện. Hình ảnh này là hình ảnh ngồi trong thư viện. Giới trẻ họ ngồi trong thư viện đấy. Họ nuôi não bằng thông tin. Họ nuôi não bằng kiến thức và trí. Và chắc chắn là phẩm cấp trí tuệ, cái level của họ cao. Tôi nói rồi mà. Đấy, nào quay lại cái ảnh xanh nhé. Cùng là tuổi trẻ. Rất đủ đấy. Thế tại sao mà học xong đại học lại đi làm xe ôm, mặc áo xanh Grab? Đau lòng chưa? Tại vì chất lượng giáo dục ở mức nào thì đẳng cấp công dân ở mức đó. Đó, quay trở lại cái ảnh các cái công dân đang ở thủ đô Warsaw đó, thì các bạn thấy họ đang ngồi trên thư viện, họ đang nghiên cứu, mà con gái tôi cũng ở đấy. Hồi xưa có một chương trình Người đương thời, tôi lên chương trình Người đương thời cùng với giáo sư Ngô Xuân Bính, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga đó. Và sau này con gái ông cũng bây giờ cũng đang ở bên đấy, bảo là ngày xưa ở bên này thì cứ thấy là tại sao mà ở bên Tây trẻ con lại yêu sách đến như vậy, xong bây giờ sang đây mới biết. Thế khi chúng chưa đi được thì bố mẹ chúng đến thư viện và dắt theo chúng, còn khi chúng tự đi được thì chúng đến thư viện. Sách thì không đọc, lớp học thì không theo. Các chuyên gia nói như thế này thì trống mông. Có những bạn tác tên bạn bè của mình vào, nó bảo đừng có tác tao nữa. Đó. Kinh khủng không? Chúng tôi có một cái hệ thống Infusion, nó gửi các cái thông tin hữu ích cho các cha mẹ trong độ tuổi nuôi dạy con cái, và có những người còn bấm vào đây là dừng nhận tin. Kinh không ạ? Dừng cho não ăn thông tin tốt lành và sẽ sử ăn bằng thông tin độc hại. Vậy thì thưa với các bạn là xuất phát điểm của một công dân 18 tuổi như con gái tôi thì năng lực tư duy nó chỉ còn 5% những gì để làm lại. Nên gần như bây giờ chúng tôi nhận những cái nhân viên, những cái người mà không có cái tuổi thơ bị dạy sai bởi gia đình, có cái tuổi thơ mà không được khai mở đó, thì họ trở thành công dân sau 18 tuổi, rồi sau 28 tuổi, thậm chí sau 30 tuổi là chúng tôi chịu chết. Chúng tôi chịu chết, chúng tôi chỉ có gì là không dám phân quyền vào những người này, mà chúng tôi hợp tác với họ để xem họ làm được việc gì trong các vị trí nào cho hợp lý. Bởi vì tôi là một chuyên gia đi huấn luyện cho các nhà quản trị, và câu đầu tiên khi nói về tư duy này để các bạn biết là tại sao đến năm 18 tuổi thôi đã định hình tư duy đóng cứng xong 95%. Nên đó là gì? Tôi là chuyên gia thay đổi, tôi có khả năng làm thay đổi mọi người mà tôi cũng dừng lại. Vậy
Và lời khuyên cho các nhà quản trị, những cha mẹ nào làm trong nhà quản trị, làm nhà quản trị thì hãy nhớ rằng là gì, thay đổi tư duy của người trưởng thành là cực kỳ khó, là một điều gần như không tưởng. Vì vậy các nhà quản trị chỉ thay đổi hệ thống để cho con người thích ứng theo, nếu không thích ứng được hệ thống thì get out. Chà như là ra ngã ba ngã bảy không thể ai đứng đấy gào lên, mọi người phải nhường nhau, phải giảng đạo cho mọi người, phải nhường nhịn trong giao thông. Còn bà bầu trẻ thơ mà sẽ thay đổi hệ thống là đèn xanh đỏ, xanh đi, đỏ cứ đi thì có thể bị chết hoặc bị phạt, nên thì xã hội sẽ thay đổi theo. Nên là gì, các nhà quản trị hãy nhớ rằng không bao giờ thay đổi được tư duy con người, mà chỉ thay đổi hệ thống, cải tổ hệ thống thì nó mới, các cái nhân sự là con người sẽ tuân thủ theo. Nên là chúng tôi không, mặc dù tôi là chuyên gia thay đổi, nhưng mà tôi cảm thấy rằng tôi cũng bất lực, và tôi không bao giờ có ý định thay đổi những cái người lớn, những người đã trưởng thành đó. Thế và chúng ta cùng khám phá, vậy thì sẽ làm như thế nào đây để đến năm 18 tuổi sau lễ hội trưởng thành thì cái nền tảng để xuất phát điểm là nền tảng gia đình mà các con, các bạn chúng đang cãi nhau về tối hôm qua, đúng không? Và nền tảng nhà trường. Và con cái tôi hoàn toàn tự tin rằng nếu các bạn có xuất phát điểm gia đình rất là thấp, ba má bỏ bê, ba má cứ cắm cổ vào đi làm suốt ngày, ba má cứ đi làm suốt ngày đi, làm suốt ngày, suốt ngày, suốt ngày, thế là con cũng lại đi học bán chú ở trường suốt ngày, suốt ngày, suốt ngày, đeo một cái cặp nặng, mắt kính dày khộp này, béo phì, béo lắm, nhiều béo lắm, nhiều mập ú lắm, dậy thì sớm lùn, còn bố mẹ thì gầy xương xương, thế nhưng mà con thì béo hục hịch, con già hơn má. À, thế xong về đấy nha, tối bố lại chấm chấm, mẹ lại gạt gạt, hoặc bố coi bóng đá, việc và con lại đi học bài chưa, và con lại rúc lên cái phòng để học, cha mẹ chẳng bao giờ gần con, thì ai định hình tư duy cho chúng? Vâng, nhớ lại là nào, comment vào đây đi, 18 tuổi định hình tư duy xong 95%, ai đang định hình tư duy cho con bạn? Thầy cô giáo dạy chuyên môn, thầy cô giáo dạy vật lý, dạy chuyển động Brown, thầy cô dạy toán, dạy định lý Pythagore, thầy cô không định hình tư duy cách sống của bạn, cách nghĩ của bạn, định hình tư duy cho con. Và bạn không định hình, thế là chúng nó xem nhăng nhít ở trên này, nhảm nhí ở trên này, và nó định hình tư duy, thế nên nó mới đánh nhau lột đồ. Đấy, không đưa lên đây cái hình đau lòng lột đồ nữa, đúng không ạ? Đó, bạn thử xem. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem một công dân Australia. Vâng, cô ấy mới xong lễ trưởng thành năm trước, và năm nay cô ấy 19 tuổi. Bạn thử xem. Baby, baby, time for bed. Turn off the light and shut your eyes. Good night, sleep tight, sweet dreams tonight. Wake up, wake up, please wake up. Open your eyes and morning exercise. Early in the night, early in the morning. Do it like this and you'll grow up well. This is what I do for every day. Good job, good job. Đó, 19 tuổi thì chắc chắn là cô ấy chưa tốt nghiệp đại học nhé. À, hồi xưa tôi cũng có một người bạn từ Thụy Sĩ sang, cô nói tại sao ở Việt Nam nhiều đại học, học đại học để làm gì mà học nhiều thế, nhiều người đi học đại học thế. Đấy, và cô ấy cũng không tốt nghiệp đại học, cô ấy làm thư ký văn phòng và lương 4.000 đô một tháng. Thì cô bảo ở Việt Nam sao nhiều đại học thế, và đại học đi Grab. Tôi nói rồi, phẩm cấp công dân cũng là bằng đại học, chất lượng giáo dục ở mức nào thì phẩm cấp và đẳng cấp công dân ở mức đó thôi, cùng tốt nghiệp đại học. Nhưng mà thu nhập của đại học công dân trẻ tốt nghiệp đại học của Hàn Quốc và Nhật Bản gấp 35 lần Việt Nam, Thái Lan gấp 15 lần Việt Nam. Đó, thì vậy thì hôm nay chúng ta nhìn nhận, phải nhìn thẳng vào vấn đề thôi. Nếu các bạn không có kế hoạch từ bây giờ, không có kế hoạch giáo dục cho con từ bây giờ, không dành thời gian cho con từ bây giờ, và các bạn cứ tin tưởng ở cái nhà trường, không phải bắt trẻ con học nhiều như thế. Hãy dành thời gian cho con trẻ. Và bạn biết đó, hôm rồi hai cha con tôi lái xe lòng vòng ở quận 2 đó, và Bảo Ngân lúc đó là chưa đầy 18 tuổi, nó hỏi tôi là như thế nào là GDP, như thế nào là lạm phát và chuyện tiền tệ. Và tôi giảng cho cô gái một bài học. Và con gái tôi nói rằng là ồ thế này thì con tin rằng thầy cô giáo con cũng không biết.
Nên là các con của tôi tư duy rất là chín chắn, năng lực tư duy của nó rất là tốt. Và bạn vừa nhìn hình trên hình đó là cô Matty. Cô Matty người Australia, cô ấy đang dạy hai em bé nhà tôi. Cô ấy chưa tốt nghiệp đại học. Nhưng mà gì, khi ngồi nói chuyện thì tất cả các nhân sự của tôi là có cả cao học, là thạc sĩ, là tốt nghiệp đại học. Thì đều phải đánh giá là gì, Matty có một cái cách nhìn sự việc rất là sắc sảo, cách nhìn rất là đa chiều. Đấy, cách đánh giá sự việc rất là chặt chẽ, kín kẽ và chín chắn. Rồi trước sau, năng lực phán đoán tốt. Đấy, cái khả năng tổng hợp tốt, năng đặc biệt là năng lực tư duy tốt. Đấy, những công dân Việt Nam là làm cho với tôi ở trên cái tầng này là đại học hết, cao học. Mà đều phải thốt lên với một cô gái người Úc 19 tuổi. Họ hoàn toàn tự tin. Trong khi đó thì con gái 19 tuổi của Việt Nam đi thi bố mẹ vẫn phải dắt qua đường, vẫn vòi vĩnh và xin mẹ tiền bạc. Nên là bạn đấy, giáo sư UK là giáo sư đại học, một cái trường đại học lớn của Ba Lan. Thì bạn UK của tôi anh ấy cũng nói rằng là gì, giáo dục thì bao giờ cũng đắt đỏ. Nhưng tao khuyên chúng mày là gì, tao nhìn Harry rất thông minh, Harry không phải lo, Harry kiểu gì thì cũng thành chính trị gia hoặc là doanh nhân. Đơn thì tao sẽ chỉ cho nó cái trường rất là ổn ngay. Còn như thằng Bách, thằng anh nó rất là thông minh, nhưng mà thì chưa rõ rằng nó sẽ là nhà khoa học hay bác sĩ hay là kiến trúc sư. Và anh cũng khuyên luôn là gì, nếu nó muốn học kiến trúc thì nó sẽ qua Ý, cho nó qua Ý. Vâng, vì bạn biết đấy, ở nước Ý là 65% các công trình, các di sản văn hóa của thế giới, của nhân loại này thì đọng ở Ý. Đấy, thế còn nếu mà muốn học về kinh tế thì có thể đi Thụy Điển, có thể đi Pháp, đi một số nước. Nhưng mà nếu mà muốn học chế tạo và máy móc đấy, thì sẽ qua Đức. Tôi nhắc lại là anh bạn tôi là UK, anh ấy là giáo sư đại học, nhưng anh ấy là một doanh nhân, anh ấy có công ty bất động sản, rất nhiều bất động sản. Và anh ấy còn là ủ ra một cái hãng rượu vang. Mà bạn biết là rượu vang là người ta chỉ làm từ ủ ra từ 13 đến 15 độ, và anh ủ đến 17 độ. Anh ấy dạy toán ở trường nào, anh viết hai tay. Và anh ấy cũng nói rằng là gì, chất lượng giáo dục ở mức nào đấy thì đẳng cấp con mày ở mức đó. Và anh cũng kêu gọi là đấy, như con gái tạo đấy là sinh ở Ba Lan ấy. Thế nhưng mà gì, cô mới học ở trong trường quốc tế và học cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp. Và bây giờ thì là đang học ở trường đại học, một cái trường đại học mà nó nằm trong top, đúng top 7 của thế giới. Và anh ấy nói là giáo dục thì luôn đắt đỏ. Thế nhưng mà mình làm tốt cho con mình, cho đấy, cho đến lúc mà cái lễ trưởng thành ấy, thì nó trưởng thành thực sự rồi. Nó đã tự kiếm tiền nuôi bản thân rồi, tự lo liệu ở nước ngoài rồi. Và đến 21 tuổi thôi là gần như chúng ta không phải trách nhiệm với nó nữa. Nó còn trách nhiệm lại với chúng ta. Tôi cũng thấm luôn là đời, vì tôi có một người anh bạn, anh ấy lớn hơn tuổi. Và bạn biết đấy, cách đây hồi mà cách đây khoảng 6 năm thì lúc đấy là cô con gái 9X của anh ấy, sinh năm 91, mà đã là một cái trưởng phòng công nghệ trong cái tập đoàn Microsoft rồi. Cô bé ấy là công dân toàn cầu, lãnh đạo cả những người Mỹ râu sồm. Còn cô lớn thì tốt nghiệp đại học y khoa, cái xong là bệnh viện Hoàng gia Abraham mời vào làm việc, nhưng cô lại cũng thích vào qua Đức và qua Thụy Điển. Đấy thì bạn thấy đấy, đều là người Việt Nam sang lao động và ở lại. Nhưng nền giáo dục đã tạo ra phẩm cấp của công dân gốc Việt thế sau này của người Việt Nam sang lao động thôi, ở một tầm hoàn toàn đẳng cấp. Hãy tin tưởng ở giáo dục. Và hôm qua UCAS làm cho tôi đã nghiên cứu về giáo dục, tôi khuyến khích các bố mẹ là dành thời gian giáo dục cho con. Như cái live stream trước tôi có nói đó, về cái việc đầu tư cho giáo dục là siêu lợi nhuận. Nhưng mà hãy tạm gác lại lợi nhuận, nếu như các bạn không dành thời gian cho con cái mà bỏ bê con cái, đánh chống gõ mõ lung tung cả lên cho những người không đủ phẩm cấp, cho những người không đủ phẩm hạnh thiết kế các chương trình dạy con cái chúng ta, tác động lên tâm trí con cái chúng ta, nhồi sọ con cái chúng ta, định hướng định hình con cái chúng ta sai lệch, thì thật là một thảm họa.
Tôi càng khẳng định câu nói của tôi đó là gì? Dạy sai ở tuổi thơ thì cả đời con lỡ dở. Đó. Đi Grab, học đại học xong chạy Grab, đó là những công dân lỡ dở. Ra nước ngoài cũng mắt kính dày, cũng chủ yếu chỉ làm thuê. Ở đâu đó những miền quê xa còn có những cái biển quảng cáo là hãy đổi đời bằng đi xuất khẩu lao động. Hãy thực hiện ước mơ làm giàu và đổi đời bằng đi xuất khẩu lao động. Tôi quên, tôi không cho cái ảnh ấy lên đây cho các bạn xem. Có thật. Đừng thờ ơ với tuổi thơ của con. Bây giờ tôi muốn các bạn nhẹ não một chút nhé. Các bạn sẽ xem hai anh chàng người Việt Nam này sẽ được chuẩn bị cái nền tảng để vào đời như thế nào. Và tôi sẽ định hướng cho các cha mẹ trẻ rằng có hai giai đoạn vào đời cơ. Đây các bạn sẽ nhìn. Disguise the shadowy's mask. Peppa is a caring scientist. She always ready to help. I make you better, George. I make you better, Harry. In a powerful rocket. No, Peppa is a. If you a doctor, you be help me about this. Peppa is a brave tiger. She's ready for an emergency. Everything is under control. With her animal friend. Peppa is a grown-up pirate. Looking for some treasure. Look at my lovely shoes. She going out to the shops. Peppa is a fairy tale superhero. She lives in a royal place. Let's ride in our carriage, Sir George. Wearing a magic super cape. Peppa is a flying princess with her little pet mouse. Peppa is a daring witch. She's hunting high and low. I'm ready for adventure on a magic brew. The end. Đó. Các bạn thấy thế nào? Các bạn có muốn tôi thông qua bạn với tư cách là cha mẹ để cho tôi chạm đến gia đình bạn, để cho tôi chạm đến tâm trí con bạn, để nó được khai sáng, để nó được khai mở, và con bạn cũng sẽ thành những công dân toàn cầu như thế này không? Để con cái chúng ta có một nền tảng tốt như thế này không? Tôi hỏi thật, bạn có muốn không? Hoàn toàn được. Nhưng hãy để cho, hãy mở lòng ra để cho chúng tôi chạm được đến con cái bạn thông qua bạn. Tôi vẫn nhớ có một vị hoàng đế nói rằng thất bại cuộc đời con với bổn phận là con cái, sai lầm cuộc đời con với bổn phận là con cái, đó chính là thất bại của cuộc đời ta. Đó chính là sai lầm của cuộc đời ta. Đó là nỗi nhục của cuộc đời ta. Với bổn phận là cha, là cha mẹ. Hãy mở lòng, hãy chia sẻ livestream của tôi. Hãy rung chuông cảnh tỉnh. Tôi nhắc lại là gì? Con người văn minh là phải được giáo dục và được dạy dỗ bằng chuẩn mực của loài người văn minh. Đừng thờ ơ với con cái, đừng bỏ bê tuổi thơ của con, đừng lấy lý do bận rộn. Đi về nhà chơi với con không phải là dạy à? Không phải dạy, nhưng nó lại học được rất nhiều từ cha. Con cái tôi là ảnh hưởng tất tật tư duy của tôi. Thì nó vượt trội với tư duy của bạn bè cùng trang lứa. Đây là hai chàng trai của tôi đó. Shakespeare nói rằng mà con tôi đây xin các vị cứ nhìn. Ở trước đây có một số người bảo không biết ông này nói lắm, thế thì sản phẩm của ông như nào đó, sản phẩm của tôi đó. Và tôi thích cái chương trình này có thể cho đồng loạt con bạn cũng trở thành sản phẩm như thế này đó. Vấn đề là bạn có thích không? Rất nhiều người hỏi là
Thế thì em bé có nói được tiếng Việt không? Bạn biết đấy, anh chàng lớn đấy, anh ấy đang đọc cho em nghe đấy. Là gì? Từ anh ấy biết chữ từ lúc 17 tháng. Và đến 29 tháng ấy, thì là anh ấy đếm từ 1 đến 100, đếm ngược lại bằng tiếng Anh hay cả tiếng Việt. Và 3 tuổi là anh đọc và viết được rồi. Đấy, và bây giờ thì anh hơn 7 tuổi. Thì cứ cái gì có chữ là anh đọc và anh viết được cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Đấy, là bây giờ cho cái anh ấy đọc tiếng Việt xem. Ai chú thì tao hỏi, cô thích sushi không à? Không mà, sao Min xấu hổ quá nên đựng chui vào ống trượt để trốn. Nhưng cô bé Vang ngay phải Jingu đang trượt ống từ trên xuống. Binh! Các cháu không sao chứ? Bác sĩ kính con với chạy lại hỏi, ôi đầu gối của tớ, Jingu thì máu thì khóc toán lên. Khủy tay của Xiao Min cũng chảy máu rồi. Phải khử trùng thì vết thương, phải khử trùng vết thương thật cẩn thận thì mới không để lại sẹo. Bác sĩ con dùng một chiếc khăn tay sạch buộc vào vết thương của Jingu. Chúng ta cùng đến phòng khám của bác sĩ để con khử trùng thật sạch rồi hãy về nhà nhé. Đó, các bạn thấy đấy, tôi quay cả cái đầu gối sứt mẻ của anh chàng đó. Chàng Harry thì có trái tim bình an, cậu ấy bình an với chính bản thân và điều khiển bản thân. Harry có một cái khả năng phục hồi kinh khủng là ngã mảnh thủy tinh cắt đứt tay này đấy, xầy gối như thế. Nhưng mà đến hôm sau là nó khỏi như là kiểu dán bằng keo 502. Có một cái khả năng phục hồi kinh khủng khiếp. Và cậu ấy luôn tin là Daddy là đi truyền năng lượng good energy. Give me some good energy. À, Harry luôn luôn tin và Daddy là excellent doctor. À, này cô bạn ấy đi mới đi trượt băng hay đi đâu mà cô giáo Tây bị ngã xước đấy, cậu bảo here hey I think my daddy can hear you, này con cha con có thể chữa lành cho cô đấy because he's an excellent doctor. thì các bạn xem là vậy thì nhé, tôi nhắc lại là chúng tôi làm được cho con bạn như thế. Nếu bạn muốn, chỉ cần bạn dành thời gian cho con về chơi với con cái cũng chính là dạy đấy. Bạn không dạy nhưng con bạn lại học từ bạn và con bạn bị ảnh hưởng từ bạn. Bạn thấy là gì? Con mèo, con chó, con sư tử, con nó đều vờn lên là ngào, ngào, nó truyền công lực sang con nó. Tại vì có một bí mật ở tuổi thơ của con nó trong những cái năm tháng đầu đời á, là nó bắt sóng chúng ta. Mà nó định hình bằng sóng. Thế nên là cách bạn kiếm ăn lọ mọ ấy, tôi nói vui là rối loạn tâm thần thể lọ mọ ấy. Thì nhặt nhạnh ấy, thì thể tư duy ngắm nỗi sợ thì con bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng theo như thế. Thế nên là thích không? Các bạn rất thích đúng không? Cảm ơn các bạn. Có nhiều người nói là tại sao giờ này em không tương tác được với thầy. Tôi bảo tại vì là bạn chả thèm thả tim, chả thèm bấm like, chả thèm chia sẻ với tôi. Thì Facebook họ nghĩ là chúng ta chán nhau rồi nên họ không gửi chương trình của tôi nữa. Thì kêu gọi đi, kêu gọi các bạn bè của mình hãy tham gia chương trình giáo dục gia đình ngay khẩn cấp đi. Tôi khẩn thiết. Tại vì qua cái tuổi này chúng ta không làm được nữa. Qua cái tuổi này chỉ cả đống tiền cũng không dã nữa. Vâng, tôi là bác sĩ nhưng tôi có công ty của mình, tôi là ông chủ, tôi có cả công ty ở nước ngoài. Và tôi gặp bế tắc trong việc tuyển dụng những nhân sự không có căn bản, không có nền tảng giáo dục ở tuổi thơ. Và bây giờ bạn comment vào đây hai chữ nền tảng. Cho tôi nào, comment cái chữ nền tảng. Vâng, thưa với các bạn tại sao tôi gọi là nền tảng? Cái nền tảng của hai anh chàng kia kìa là nền tảng để giáo dục. Dự án Family Education tức là dự án tạo ra một nền tảng giáo dục, chứ không phải là nhằm để dạy con cái nhồi nhét cho con cái chúng ta hiểu biết hay là kiến thức hay là trí tuệ hay là tiếng Anh, tiếng Pháp. Nào các bạn, cảm ơn các bạn đã comment chữ nền tảng. Đó, thì ở đây này, tôi muốn nói với các bạn là bạn muốn con mình có một tương lai học vấn không? Nếu bạn muốn con bạn có một tương lai học vấn thì con cái chúng ta cần có một nền tảng. Đấy. Nếu mà các bạn muốn con cái chúng ta có một tương lai học vấn, tại vì phẩm cấp giáo dục, level cấp độ giáo dục, chất lượng giáo dục, phẩm cấp giáo dục và học vấn của công dân ở mức độ nào? Hả? Thì thân phận cá nhân đó ở đất nước đó, ở cấp độ đó. Và những đất nước chứa những công dân đó cũng có cái level tương đương. Từng đoàn người Việt Nam tại giờ này ra sân bay Nội Bài
Các bạn sẽ nhìn thấy họ chào tạm biệt gia đình, ôm khóc, rồi mặc đồng phục của các công ty Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan sang đó làm thuê, làm mướn, làm ô xin. Phẩm cấp. Thế nhưng mà gì? Những công dân Mỹ, những cái công dân mà họ làm như là Bill Gates ấy, Bill Gates ấy là chỉ có 5.000 công nhân chuyên nghiệp trên toàn cầu. Nhưng mà doanh thu của họ nhé, tài sản của họ ấy, bằng 49 quốc gia cộng lại. Thế nên đẳng cấp của người Mỹ có kinh không? Đấy. Thế nên là muốn con cái thân phận, con cái chúng ta có một cái thân phận, một cái đẳng cấp, thì không có cái gì có thể làm thay thế được giáo dục. Vâng, có thể mua, nếu mà bạn nghĩ đến bằng, bạn mua bằng đó. Nếu mà bạn mua bằng, tôi nghĩ rằng có thể là 18 đến 20 tháng sau là đã gặp sự cố rồi. Tại vì chỉ cần 18 tháng là có bằng dược. Những cô gái này sẽ về bán dược ngay cổng nhà bạn. Và nếu bạn đang đi công tác xa đấy, bạn đang tương tác với Dr. Cương đấy, giờ này á, ở cha mẹ bạn ở nhà ấy, họ chạy ra mua liều thuốc để uống ấy, là có khi gặp thảm họa rồi, vì họ bán ngay cổng nhà bạn. Học bây giờ lại gà què ăn quần cỗi say, bán ngay quê hương thôi mà. Đấy, nó nguy hiểm lắm. Thế nên là gì? Các bạn muốn con mình có một tương lai học vấn không? Thì câu chuyện của con gái tôi hôm qua là ở vạch xuất phát. Thế bây giờ cha mẹ muốn con mình có một tương lai học vấn, rồi thì ở vạch xuất phát. Yếu tố thứ hai là vạch xuất phát, thì bạn muốn là cái vạch xuất phát là cái gì? Đợi đến 18 tuổi vạch xuất phát nhé, để vào đời. Vâng, 18 tuổi như con gái tôi sau cái lễ trưởng thành ấy, thì đấy là vạch xuất phát để vào đời. Thì có người là đi làm kiếm tiền luôn, có người vừa học vừa làm. Đấy, như công an đi người Úc, cô sang đây rồi, cô làm rồi. Đấy. Nhưng mà đối tượng làm việc của chúng tôi với cô đấy là gì? Những người làm bằng đại học bình thường không làm việc nổi với cô ấy. Đấy. Thế đơn giản là gì? Cái vạch xuất phát ở đây này thì nó có hai vạch. Nhá. Hai cái vạch. Một cái vạch xuất phát đó là tuổi đến trường. Tuổi đến trường như hai chàng trai của tôi kia. Cái vạch xuất phát mà con bạn bắt đầu cấp sinh đến trường ấy. Đấy, có thể bị tát, bị đấm ấy, bị bạn đánh ấy, bị bạn lột quần áo đấy. Thì cái nền tảng đấy có đẹp hay không? Thế bây giờ bạn hãy thử nhìn hai anh chàng kia nhà tôi gì. Khi đến trường thì con bạn mới phải đến trường để học tiếng Anh. Thế còn con chúng tôi lên trường, con cái cửa sổ vàng đến trường không phải để học tiếng Anh nữa. Nó có tiếng Anh rồi. Đấy. Thầy Mỹ lại dùng tiếng Anh để dạy toán. Và gì, thầy Mỹ dạy toán thì người ta lại dạy tư duy toán, chứ không phải như chúng ta là hành nhau để học thuộc cái bảng hiệu chương, xong làm toán để là giải những bài toán, rồi bài văn cũng viết mẫu mà không có tư duy gì hết, là văn mẫu. Rất nhiều người cha đọc bài văn của con tưởng nó viết hay, khoe ghê lên thật, đấy là nó hoàn toàn cái bài văn mẫu. Thế nên là các bạn thân mến, là gì, vẫn là toán, nhưng mà bọn trẻ con nó biết tư duy toán, thì nó phải có học thông qua toán, nó học được tư duy toán học. Nó tư duy toán thì nay mai nó mới tư duy được doanh số, nó mới tư duy được thị trường, nó mới tư duy được thị phần, nó mới tư duy được phần trăm, nó mới tư duy được lỗ kỹ thuật, nó mới tư duy được đầu tư giá trị, đúng không ạ? Chứ còn là gì ạ? Bạn thấy đấy, cái sản phẩm của cửa sổ vàng bây giờ có trên Shopee. Cái Shopee cũng là cái tư duy tính toán của người Singapore chứ không phải là của người Việt Nam. Đó. Thế nên là gì? Tôi nhắc lại là ở vạch xuất phát số 1 là vạch xuất phát tới trường để đến trường học. Thì các em bé cửa sổ vàng ấy, nhờ cả cái dự án Family Education là chúng tôi truyền tải tri thức cho cha mẹ, và cha mẹ đã hỗ trợ con là khi bước lên trường là đã có một nền tảng cực kỳ chuẩn và vượt trội so với các bạn bè cùng trang lứa, vượt trội voi so với các anh em trong dòng tộc. Nhưng mà họ hàng nhà các cái bố mẹ có con cửa sổ vàng này vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, và họ thường nói là tại thằng này nó giỏi. Đấy. Bây giờ bạn thì xem nào, tôi nhắc lại là ở cái tuổi đến trường như hai anh chàng nhà tôi, thì các bạn chi tiền vào trường quốc tế để con bạn được học tiếng Anh. Còn con nhà tôi nếu vào trường quốc tế cùng với con bạn thì nó dùng tiếng Anh để học các cái khác. Đó là lý do mà con gái tôi nó mới nói là nếu ở vạch xuất phát các bạn ở mức 5 thì tôi ở mức 10. Nên các bạn, hoặc là các bạn, tôi ở mức 10 có bạn chỉ ở mức 0. Và nếu các bạn cố lọ mọ lực lên mức 5 thì tôi chẳng cần nỗ lực gì, tôi đã mức 15. Còn nếu tôi cố như bạn tôi mức 20. Thế nên là xuất phát điểm như nhau. Nhưng mà cá nhân mà có giáo dục tốt, nền tảng tốt, nó sẽ vượt trội.
Và bây giờ tôi muốn minh chứng cho các bạn cái nền tảng thôi. Thì bây giờ bạn thử xem này, hai anh chàng này là đang học với thầy Mỹ, nhưng mà không phải học tiếng Anh nữa, mà nó đang học tiếng Tây Ban Nha bằng tiếng Anh. Để các bạn xem. Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo estás? Estoy bien. Estoy lindo. Estoy maravilloso. Estoy bien. Estoy estupendo. Estoy maravilloso. Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo estás? Estoy cansado. Estoy hambriento. No estoy muy bien. Estoy cansado. Estoy hambriento. No estoy muy bien. Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, hola, hola. Đó. Thì tôi nhắc lại nhé. Cái dự án Family Education này thì nó chuẩn bị một cái nền tảng về thể chất tốt cho con bạn. Nhưng mà có một cái cửa sổ vàng để các bố mẹ có thể làm được, đừng bỏ lỡ của con cái. Nếu bạn bỏ lỡ này mai bạn sẽ mất rất là nhiều tiền để cho con bạn học tiếng Anh. Nhưng mà bạn biết là gì? Được chuẩn bị nền tảng tốt. Bởi vì cửa sổ vàng của chúng tôi là gì? Tác động và kích hoạt và khai mở và kích thích. Thế nên là nó đánh bừng tỉnh cái chỉ số ngôn ngữ cao lên. Chẳng hạn bé Bách ấy, nói mấy thứ tiếng, nhưng mà nếu mà để test trên cấu trúc não ấy, thì Bách không phải là có vùng ngôn ngữ phát triển vượt trội. Thế nhưng mà nhờ cái giải pháp của cửa sổ vàng, nó kích hoạt và nó khai mở được vào ở cái tuổi cửa sổ. Thế nên là kết quả bạn thấy là gì? Tôi là một ông bố rất là hạnh phúc. Và bạn xem này. Đấy, nên là tôi nhắc lại ở cái tuổi này là nếu mà con bạn nếu chưa có nền tảng ngôn ngữ thì con bạn mới đến trường và chi rất nhiều tiền trở đi học thêm các trung tâm tiếng Anh này nọ, và các bé chẳng thể nào nói được. Nhưng mà con cái cửa sổ vàng chúng tôi thì đã có một nền tảng tiếng Anh rồi, và nó dùng tiếng Anh để nó học tiếng Tây Ban Nha, nó dùng tiếng Anh để học toán tư duy, nó dùng tiếng Anh để nó học đúng các loại bà dằn trên đời, học về map, học về du lịch, học làm nọ làm kia, và nó có một cái tư duy kinh khủng khiếp luôn. Và bạn thấy đây bây giờ nhá, các anh chàng này, đây là tiếng Nhật này này, các bạn xem. Rồi. Nào bây giờ các bạn thấy nhé, bạn có muốn con bạn có một tương lai học vấn không? Bạn có muốn con mình trở thành người có giáo dục trong tương lai không? Đúng. Nếu các bạn muốn con cái mình trở thành công dân toàn cầu, trở thành công dân có giáo dục, trở thành công dân nhờ giáo dục mà có chuẩn mực sống cao, có level cao, là những công dân đắt giá, sở hữu bộ não chuẩn mực và đắt giá, đẳng cấp và đắt giá, cái bộ não này này, thì để tôi bật mí cho các bạn. Nếu các bạn muốn con mình trở thành người có giáo dục, thì bây giờ đấy, một đứa nó mới hơn 5 tuổi, một đứa mới hơn 7 tuổi, đấy, hai anh chàng này đấy, thì dạy mới dỗ cái gì, giáo dục cái gì. Mà bạn muốn nó trở thành người công dân có giáo dục trong tương lai, thì nó phải có một khả năng là nó hấp thụ được giáo dục, nó có một cái khả năng học được đã. Muốn dạy được một người thì nó phải, cái đứa đó nó phải có khả năng học. Và điều này chúng tôi hoàn toàn bất lực khi chúng tôi tuyển dụng những cái nhân sự mà bị lỗi cái tuổi thơ này. Họ bị lỗi cái tuổi thơ này, họ trở thành sản phẩm bản lỗi, thì chúng tôi không có khả năng dạy dỗ họ được nữa. Đấy, đấy là điều nguy hiểm. Và tôi cũng cảnh báo luôn, nếu bạn còn em trai, nếu bạn còn em gái, nếu bạn có con trai, nếu bạn có con gái, hoặc chính cái thân bạn nữa, nếu mà đã sau ly hôn mà phải làm lại nha, mà bạn là những người có học, thì bạn hãy cẩn thận khi tán tỉnh là lại gần những người mà có phẩm cấp giáo dục thấp hơn các bạn. Tôi thề và tôi hứa đấy. Nếu mà các bạn là đã có bằng đại học, đã có bằng cao học ấy, đấy, thì các bạn hãy cẩn thận là các bạn lấy cái người mà không có giáo dục, là không thể dạy được nữa đâu. Khi lớn rồi là đấy, sau 18 tuổi ấy, là não nó định hình tư duy xong 95%. Tôi là chuyên gia đấy, mà tôi cũng có vẻ là
bất lực và không thể nào mà dạy được cái những cái người mà người ta không có nền tảng, tức là người ta không có khả năng hấp thụ kiến thức, người ta bị dị ứng với tri thức, hoặc là gì, người ta bị choáng váng với tri thức, người ta không có khả năng hấp thụ tri thức thì không thể dạy được đâu. Nên ở cái vạch xuất phát số 1 ấy là tuổi tới trường ấy, thì không phải đến lúc đến trường mới dạy, đến trường mới giáo dục, mà con bạn phải có một cái nền tảng để có thể giáo dục được trước đó rồi. Nên cửa sổ vàng không phải là một chương trình để dạy trước chương trình, mà là một chương trình được thiết kế để dạy trước. Nhưng mà nó nằm ở đây không phải là cung cấp tri thức cho con, mà nó nhằm là tạo ra những cấu trúc não đẳng cấp và đắt giá cho cái tuổi thơ của con, trong cái giai đoạn nó đang định hình cấu trúc não bộ. Đấy. Thế nên là cái giáo dục của giai đoạn cửa sổ vàng là một cái chương trình giáo dục rất là đặc biệt. Tôi muốn nói là gì nhé, cái vạch số 1 là dự án Family Education, là cái dự án mà để chuẩn bị cho con đến trường ấy, thì không phải lúc đến trường mới dạy, mà bạn phải làm trước đó. Đấy, nếu mà con bạn đang dưới 2 tuổi thì tôi muốn chúc mừng bạn, bởi vì đó là cửa sổ của tiếng Anh nhé. Thì cái phương pháp Bimo English của chúng tôi đó là tạo ra các em bé automatic mà đến lúc nói nó sẽ nói tiếng Anh như là người bản địa. Thế còn là nếu được giáo dục tốt rồi thì là cái vạch xuất phát số 2 là lúc 18 tuổi như con tôi á, để vào đời ấy, thì cái này thì tôi dám chắc là nó bởi cái nền giáo dục của xã hội và nhà trường, chứ không phải của cửa sổ vàng nữa nha. Đấy, hai vạch xuất phát. Cái vạch xuất phát để cho con bạn đến trường ở cái tuổi mầm non thì bạn phải làm được trước đó, tạo ra cái nền tảng cho con. Còn trong những năm ngồi trên ghế nhà trường là tạo ra cái nền tảng để vào đời. Đấy, thế nên là dạy thế nào, dạy dỗ thế nào thì dạy dỗ toàn tạo ra một cái lũ là ăn sẵn đó, một cái lũ bị thịt béo hục hà hục khịch, rửa bát không biết rửa, không biết dọn nhà, trời đất ơi là trời đất ơi. Đấy, thế nhưng mà cái gì trên mạng cũng biết, hóng hớt toàn xem những cái lăng nhăng nhảm nhí thôi. Đấy, nghe nhạc buồn vào đấy, rồi thần tượng phim Hàn, thần tượng những cái nhăng nhăng nhảm nhí. Và rất nhiều những cái người mà phát những cái clip nhảm nhí để thu tiền thì lại rất là đắt. Còn những cái clip mà có giá trị như thế này đấy thì bạn đấy, nãy giờ cho đến là tí nữa dừng thì không biết được là bao nhiêu nghìn view. Thế nhưng mà những cái clip nhảm nhí cái này lên hàng triệu view. Đấy là một điều khủng khiếp. Thì tôi nhắc lại là tôi sẽ giúp được cha mẹ mở lòng dạ ra. Tôi giúp được cha mẹ những cái giải pháp để tạo dựng cho con bạn có một nền tảng để sẵn sàng trở thành người có giáo dục. Và các bạn phải kiếm tiền để đầu tư cho giáo dục. Đấy, tôi nhắc lại là gì? Bạn tôi, ông ấy, anh ấy là giáo sư Đại học Anh cũng nói mà đó, giáo dục luôn đắt đỏ. Nhưng mà nếu mà đầu tư giáo dục tốt ở nền tảng của con thì 18 tuổi đến 21 tuổi là thôi rồi, khỏi phải can thiệp. Chứ không như là gì, nếu các bạn không làm tốt thì anh ở Tây anh cũng nói thôi, đến lúc nó muốn mua cái xe máy nó cũng đòi tiền mình, đến lúc nó muốn đổi cái smartphone nó cũng đòi tiền mình, đến lúc nó muốn đi du lịch nó cũng đòi tiền mình, giờ đến lúc là gì, vợ chồng nó đổ bể nó cũng đổ lỗi lên cho mình. Nó kinh doanh rồi đổ bể, nó cá độ bóng đá như ở Việt Nam đấy, đánh đề đánh bạc, và các bạn vẫn cứ phải kêu mang con cái. Và tuổi thơ của người Việt Nam nó quá dài là như vậy, bởi vì chúng ta bỏ quên mất giai đoạn nền tảng giáo dục của con, và bởi vì chúng ta không sẵn sàng chi tiền ra, vì chúng ta bảo là đắt đỏ. Thế nên tôi nói rồi, chất lượng giáo dục tốt thì phải đắt đỏ như ở Harvard thôi. Chất lượng giáo dục ở mức nào thì đẳng cấp con người ở mức đó. Đấy, nếu mà thời thế này, ngày nay nó thay đổi, tôi là bác sĩ mà tôi vẫn là learn it yourself and do it yourself, học và liên tục không ngừng. Đó. Thế mà nhiều người mà còn chưa có bằng đại học mà lại còn ngừng ở đó. Đấy, thế nên là bạn phát triển đến đâu thì ví tiền và tài khoản của bạn cũng đầy lên đến đó thôi. Thu nhập của mỗi người phụ thuộc vào ba điều, đó là vị trí xã hội của người đó. Vị trí xã hội của nó thì nó phụ thuộc rất nhiều vào phẩm cấp giáo dục của người đó. Người ta nói rằng hiểu biết kiến thức cộng với kỹ năng thì bằng đẳng cấp. Nhớ nhé, hiểu biết, knowledge, thì do giáo dục, do học hành mà ra mà. Cộng với kỹ năng thì bằng đẳng cấp. Nên số 1 là vị trí, số 2 là năng lực cá nhân của người đó, và số 3 là kết quả người đó tạo ra cho xã hội. Nên là ở giai đoạn vàng của con cái chúng ta 6 năm đầu đời là nó cần những giải pháp vàng. Là bạn comment đi, ở giai đoạn vàng thì cần giải pháp vàng. Đấy, cần giải pháp vàng. Và khi mà dự án Family Education này, bạn hãy bấm vào cái đường link để có những cái lớp học cơ bản đi, chúng tôi tặng free. Thì thông qua đó chúng tôi gửi cho các cha mẹ cái chìa khóa vàng để khai mở giai đoạn vàng. Đấy, giai đoạn vàng
chìa khóa vàng, giải pháp vàng thì sẽ tạo ra công dân vàng. Và công dân vàng bạn nhìn thấy rất là sớm, các con thành đạt rất là sớm, cấu trúc não của nó hoàn hảo khủng khiếp luôn. Đấy. Thế nên là chúng tôi có những cái chìa khóa vàng ở trong các chương trình này. Và hãy để tri thức thấm đẫm vào con cái các bạn. Tôi muốn nói là gì? Có hai cái vạch xuất phát. Vạch xuất phát thứ nhất đó là cái xuất phát điểm ấy, là cái nền tảng ấy, là xin lỗi, cái nền tảng ấy, nền tảng thứ nhất là gia đình, nền tảng thứ hai là nhà trường. Thì bạn thấy đấy, một cô gái 18 tuổi đấy, như người Úc và các nước mà tôi đến, thì họ đã thấm đậm bản sắc dân tộc họ. Họ hiểu rất sâu và họ tự hào về dân tộc của họ, về lịch sử quốc gia họ và cả lịch sử thế giới nữa. Còn giới trẻ Việt Nam, các bạn nhồi toán, nhồi đủ thứ, con mắt kính cứ dày lên, về nhà vẫn nhồi, bố không ngồi với con, mẹ không nói với con, bắt nó học, giờ này vẫn đang học, sáng mai lại ăn lại nhồi, rồi mắt kính dày lại đeo ba lô đến lớp để nhồi toán mới nhồi những cái gì ấy cơ. Bạn thử xem công dân Việt Nam 18 tuổi thì biết không biết tí nào về văn hóa, đúng không? Họ lạc lõng dòng tộc. Hôm nào có đứa nó thấy tôi nói thế, nó bảo là đồ điên, nó bảo tôi là đồ điên. Đấy, điên đấy, đang điên đây. Con cái thờ ơ với gia đình, lạc loài, về nhà như quán trọ, như quân ăn gửi nằm nhờ, đúng không? Tổ tiên không biết, anh em không biết, ông nào bà nào đẻ ra bà nào, nói thế chả hiểu gì. Đấy, chứ còn lịch sử của dòng tộc không biết, văn hóa gia đình không giữ, văn hóa dân tộc không giữ, không tự hào. Đấy, họ từ nước khác châu lục đến, họ vẫn giữ văn hóa họ, họ vẫn mặc quần áo trang phục họ. Nhưng mà các con Việt Nam thì chưa một lần qua nước bạn, nhưng mà mắt sinh hy, mi sinh hiêng, môi sinh hóc, tóc sinh ly, mi sinh hiêng, ngưỡng mộ sao Hàn, bị định hình sai bởi những cái nhảm nhí bố mẹ, người lớn thì bị định hình sai bởi loạn thánh thần thời mạt pháp, đúng không? Đấy, ông bà thì loạn pháp, loạn thần, loạn đạo, đúng không? Con cái thì loạn mô hình mẫu, không biết đâu mà định hình. Đấy, và chúng ta, những người đang ở tuổi đi làm đi ăn này cũng đang bị định hình bởi những người không đủ phẩm cấp, không đủ phẩm hạnh mà thiết kế các chương trình giáo dục để dạy dỗ con cái chúng ta. Thế là điều kinh khủng. Rồi. Các bạn bấm vào đường link chia sẻ nha. Goodbye and good night.